Lời đầu cháu xin gửi tới là cháu trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu trên miền Tổ quốc. Qua đây xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt năm vừa qua, cũng như các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share để giúp kênh ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn những lời góp ý chân thành cũng như lời động viên của các bác ở kênh YouTube để có những hoàn thiện. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, em về được 23 chiếc đầu đĩa CD của các hãng như là Sony, Marzang, Pioneer, Victor, Kenwood, rồi Tech, là Yamaha, American Audio và hai chiếc âm đi của hãng Victor là AXZ921, một âm đi là khủng long nặng đến 18 kg, và một chiếc âm đi của hãng Onkyo với model là A817XX. Và thôi thì em cũng xin phần báo giá từng sản phẩm một luôn để cho các bác chọn lựa. Thì thức mua hàng bên em là các bác chuyển đủ tiền thì em mới làm vệ sinh đấy, và em làm video test. Sau 2 ngày nhận được tiền thì em sẽ gửi hình ảnh cũng như là video cho các bác. Các bác ưng thì em gửi hàng đi, mà không ưng thì em chuyển lại đủ tiền 100%, cũng như là hoặc là các bác đổi sang sản phẩm khác theo ý của mình đấy. Còn là bác nào mà bảo em là chụp gửi hình cho xem rồi chọn mua, thực sự là em không làm được từ đấy. Nhưng bởi vì là em cũng còn rất nhiều thời gian để em phục vụ cho các bác đã chuyển tiền cho em thôi. Đấy. Em giới thiệu luôn là em ở thành phố Thủ Đức, thuộc Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269. Thì, hiện tại thì hàng hóa về rất là khó khăn, cước rất là cao các bác ạ, không hề rẻ chút nào. Đấy. Và có sản phẩm thì em vẫn giữ nguyên giá, có sản phẩm thì giá nó cao một chút. Đấy. Và thôi thì em xin báo giá từ bên trái qua bên phải để cho các bác được chọn lựa. Trước tiên thì em xin giới thiệu đến chiếc âm ly của hãng Onkyo với model là 8A817X. Ngoại hình ạ, đây thì nó có vẻ bị cấn các bác ạ, đây có phần trên này. Con này công suất của nó 210W này. Tiếng cũng rất là hay, hai lỗ hai cầu AB. Chiều cáng của nó 6 đến 16 ohm. Các bác nào vừa nghe nhạc và hát karaoke thoải mái luôn, ghép vào hát karaoke thoải mái luôn. Đấy. Nó cân trời. Thì tình trạng con loa này như vậy thì em bán với giá là 2,8 triệu đồng, bao ship toàn quốc cho các bác chuyển đủ tiền nhá. Đấy, con này nặng 18 kg, nó hai nguồn cơ. Đấy, nó khủng long, tiếng rất là hay. Tiếp đến sang bên đây là con âm ly của hãng Victor với model là AXZ921. Đây là một dòng cũng rất ít có trên thị trường. Con này ngoài cái chức năng là làm âm ly ra, nó chức năng làm giải mã luôn các bác nhé. Đấy, giải mã K2 nhìn là đấy, rất là đẹp đèn trong này. Đấy, giải mã K2 là giải mã nổi tiếng của hãng Victor rồi. Đấy, con này thì không có chỉnh bass chát, nó chỉ có ba lăng thôi và volume. Các chức năng khác thì nó ở trên khiển cơ. Đấy, các cổng chọn đường cổng vào. Đấy, đi tổ nó này. Con này nặng 18 kg, rất là nặng luôn, nguồn khủng bố luôn. Đấy, con này có thị trường, giá xuất xưởng của con này nó lên đến là 99.000 yên, nó tương đương với khoảng 22 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại, không hề rẻ chút nào có nhé. Đấy, khủng khiếp luôn. Giải mã K2 chữ âm rất hay luôn. Đấy, đặc biệt là chiều kháng của nó là 6 đến 16 ohm, nó không kén loa đâu. Đấy. Thì chiếc âm ly Victor Z921 này em bán với giá là 6,5 triệu đồng bao ship toàn quốc cho các bác. Đấy, em đang mở đấy ạ, đang test này, đang test qua đường cổng quang này các bác này. Đấy, đây là đường cổng quang đấy ạ. Rồi, đây là hai con âm đi, và đây là con đầu đĩa CD
của hãng Soli, với model của nó là CDP 111. À, con này cũng rất ít có đây, giá rẻ tiền thôi. Này thì mắt đọc của Sony rồi, xoay ngang là 43. Con này chạy con giải mã APS 54HP và giá của em nó là 900 ngàn đồng. Mặt mũi em này còn đẹp, còn phần nắp lưng thì không thấy ngoài chảy xước các bác nhé, là có trời. Tiếp đến là con Sony 3 số 2 ES này, nó lắm mới về đấy ạ. Con này mặt mũi đẹp này, ngoại hình của em nó rất còn đẹp. Và thì rồi con CDP 32S này em bán với giá là 2 triệu đồng, có 2 triệu đồng. Đấy, 2 triệu đồng. Con này mắt từ. Đấy, cấu hình máy rất gấu, chất âm hay. Đấy. Mặt mới đẹp. Tiếp phía bên trên này là con Soli, model của nó là CDP 997. Đấy, 97 đây về nó có cái chữ này nó hơi mờ chút này. Đó này. Đấy, hơi mờ chút. Mặt mũi thì đẹp, chỉ mờ chữ thôi nhé. Đấy. Con 997 này nó chạy hai con giải mã CX2561 và 2560. Đấy, mắt đọc của Sony rồi, dễ thay thế rồi, tầm hai. Và con này nó có chức năng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái chức năng chỉnh dạng nhạc EQI đấy các bạn ạ. Chọn dạng chỉnh dạng EQI. Đấy. Rất là hay nhá. Đấy. Rất hay. Đấy, con này em bán với giá 1,8 triệu đồng. Đấy. Soli 997. Đấy. Tiếp đến cái này là con Soli. Và model của nó là 591. Đấy, 591. Con này có mặt phay phay nhôm, nó lại mặt nhựa, ở trên này có chảy đây, chảy mặt thì đẹp, còn phần trên nó có chảy. Ở con 591 này nó dùng hai con giải mã 11 2552 và 1244, giống như con đầu của Soli X33S, nếu X33S cơ hình máy nó gấu hơn, cũng dùng cái chip giải mã đấy, rất là hay. Dòng đời mới. Giá của con này là 1 triệu tư thôi nhá. 1 triệu tư. Đấy. Tiếp đến phía trên này là con Soli. Model của nó là 570. Mặt mũi đẹp. Đấy. Trên này thì 591 570. Nó dùng con hai con giải mã CX 1161 và CX2550. Giá con này là 850 ngàn đồng và hộp ship toàn quốc cho bác. Tiếp đến phía trên này là con Victor XLV501. Con này thì mặt mũi cũng có trời, con này. Con 501 này. Tiếng nó rất là hay. Hay con chạy con giải mã APS 54. Giá em nó là 1 triệu 2. Tiếp phía trên là con Victor V231. 231. Thì con này có phần là nắm lưng của nó lên làm biết này. Nó vận chuyển nó có hở đây. Đấy, kiểm tra xem nào. Đấy. Thì con Victor 5231 này em bán giá là 850 ngàn đồng nhé. Đấy, có trời. Đấy. 231 850 ngàn đồng. Tiếp sang bên đây là con Victor 301. Và con một thì con này cái lúm này nó tụt vào trong, em sẽ chỉnh lại. Đấy. Con này nó sử dụng con giải mã APS 56. Đấy, giá em nó là 950 ngàn đồng. Đấy. Victor. Đấy, 301. Tiếp dưới này là con Victor XLZ511. Con này thì rất là nổi tiếng rồi. Chất đâm rất là hay. Về về các cái phần cái chỗ cái cửa che của cái phần điều khiển dơ mót này bị bất này, này thì em sẽ xử lý cho các bác thôi, đơn giản mà. Đây, có vết chảy xước nhẹ đây, mặt mũi cơ bản là đẹp, bãi này là đẹp rồi. Đây. Thì con lấy toa 511 này em bán với giá là 1,8 triệu đồng. Phải 8 triệu đồng. Tiếp xuống phía dưới là con đờ lông 850. Con này 20 bit.
nó sử dụng mắt đọc của Sully 150. Đấy. Hôm nay có chức năng chỉnh nhanh chậm, nhạc nhanh chậm này. Đấy, âm mạo rất là hay. Phần trên này có chút chảy nhé. Con này mà Sony 150 chiếc âm 20 bit. Đấy, giá của em này là 1 triệu rưỡi nhé, 1 triệu rưỡi. Tiếp xuống phía dưới này con Marzang, Marzang CD53. Con này dùng mặt cho Philips. Đấy, con này nó bay mất chữ này. Đấy, mặt mũi thì cũng rất là đẹp. Đấy, chỉ một chỗ này bay chữ thôi. Đấy, mà răng có ít rồi, chất âm nó rất là ngọt ngào và chi tiết. Đấy. Đấy, ngọt ngào chi tiết rồi. Ở giá con ma răng này em bán với giá là 2 triệu đồng nhé, 553. 2 triệu đồng. À, tiếp xuống phía dưới là con Peeler PDM50, con này chạy 6 ổ đĩa. 6 ổ đĩa. Đấy, mặt mũi đẹp, cơ bản đẹp, giá em nó là 1 triệu 2 nhé. Tiếp xuống phía dưới là con Peeler PDM-V1, con này rất là hiếm của Peeler đây. Con này cũng chạy 6 đĩa. À, 1 2 3 4 5 6 đây. Đấy. Này cũng dày dặn. Con này em bán với giá là 2 triệu đồng. Peeler MV1. Đấy. À, tiếp xuống phía dưới là con Kenwood với model là PD8010. Đấy. Con này cho ra chất âm 18 bit master các bạn. Master. Đấy, mặt mũi còn tương đối đẹp, máy móc lặng, lại chúng dùng tốt. Đấy. Có đầy đủ lượng cổng kết nối này, đi tổ trước này. Đấy. Con này nặng 9 cân rồi, 9 cân rưỡi, 9,6 kg. Đấy, con này nó chạy hai con rẻ mã BCM58. Đấy. Đấy, nó giống con 338 của Sony. Rất là gấu luôn. Giá xưởng của nó không hề thấp quá, giá xưởng của nó là 79.800 yên, nó tương đương với khoảng độ 17 triệu đồng Việt Nam tức là hiện tại. Đấy, và giá hiện tại bây giờ em bán con này với giá là 2,8 triệu đồng nhé. Nó chạy hai con rẻ mã 58. Đấy. Tiếp sang vào đây là con đầu đĩa của hãng Yamaha với mẫu đen là CX510. Mẫu em này cũng còn rất đẹp, cũng xinh xắn thôi. Đấy, con này nó chạy con rẻ mã 56. Đấy. Em bán giá là 900.000 đồng. Đấy. Và tiếp xuống đây trên đây là con CD2 của hãng Yamaha. Đấy. Con này nó chạy hai con rẻ mã, cũng sẽ có rẻ mã là PCM53 và con IM2201. Em bán với giá là 1,2 triệu đồng. Đấy. Yamaha CD2 1,2 triệu đồng. Tiếp đến đây là con Techclic với model là SLP362. Con này sử dụng master của Philips và giải mã mát. Đây là 18 bit này. Đấy. Mã của ML 6623 và 6225. Con này em bán với giá là 900.000 đồng, 362. Tiếp xin bên trên là con Technic NP300. À, con này cái phần chữ tem này nó hơi bị mờ, hơi bị phai. Con này nó dùng con giải mã PCM54, giá của nó cũng 900.000 đồng nhé. Con nào là phần Technic. Cái dòng F1 này mắt đọc rất là tốt này. Tiếp đến là con Technic của hãng mát, Technic giải mã mát này, mã của nó là SNPG460. Đấy, em này thì mặt mũi đẹp, phần trên có cạnh chảy, có chảy. Đấy. Giá của nó là 1 triệu đồng. Giá 1 triệu đồng để em chơi. Tiếp như trên là con LOD. LOD. Đây, có chảy. LOD DAD450. Đây là 450. Con này dạy em dạy mã CX20017 và CX22335. Giá em này là 850.000 đồng, con LOD này 850.000 đồng. Đấy. À, tiếp trên này
là con Tích với màu đen là P1820, và con này dùng mắt cọc của Sanyo của đĩa ở giữa này, xài mã 1 bit, cầm rất là hay đấy. À, con này thì cánh trên nó có chảy. Thì con 1820 này em bán với giá là 1 triệu đồng nhé. Nó có chảy trên này nhé. Còn trên này có một con 1820 nữa, còn nó đẹp, còn nó đẹp. Em bán với giá là 1 triệu 2, à 1 triệu 3, 1820 1 triệu 3. Đấy. À, tiếp đến bên trên này là con American Audio UCD 100 MK Mark 2. Con này có chức năng đọc DCG, mắt đọc của Sony các bác nhé, và kết nối đường cổng USB, một hai đường kết nối cổng USB. Đấy, có lum chỉnh nhà nhà của nó rất là hay, nhanh chậm được. Đấy. Nguồn điện của nó nguồn điện từ 100V cho 240V. Đấy. Đọc được cả đĩa MP3 đó này. Đấy. Đấy. Rất là đẹp, đúng volume của nó bằng sáng bóng luôn các này, to như ôm ly luôn. Đấy, con này thì chúng dùng cực tốt luôn. Đấy. Đấy. Tiếng rất là hay, giọng dòng châu Âu mà. Đấy, American thương hiệu rất đẹp. Đây bác này, chống sốc này, để chơi nhạc chuyên rằng chuyên dụng mà. Con này nó khủng khiếp lắm. Đấy, và con này bán với giá là 2 triệu đồng thôi nhé. Đấy. American Audio UCD 100. Đấy. Em đã báo giá xong. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu với sản phẩm Lào thì hãy liên hệ trực tiếp cho em với số máy là 0907 223 269. Em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào. Hẹn các bác ở video sau.